Thời tiết nắng nóng liên tục khiến cho nhiều vùng sản xuất tại Ninh Thuận đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng. Người nông dân phải gồng mình tìm mọi cách để có nước cứu cây trồng vật nuôi. Tuy chưa vào cao điểm mùa hạn, nhưng hồ Ông Kinh ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, vốn có dung tích thiết kế 800.000 mét khối nước, cung cấp nước sản xuất cho hơn 200 hectare cây trồng đã chờ đáy từ nhiều tháng nay. Để cứu cây trồng, nhiều hộ đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để đào ao khoan giếng lấy nước. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn khoan trúng được mạch nước ngầm. Khoan một lỗ là có gì là mấy cả 20 triệu một lỗ. Lỗ là có 44 mấy mét. Nhưng mà có lỗ có nước, có lỗ không. Không có nước thì bắt buộc phải đi khoan lỗ khác. Để ứng phó với hạn hán, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng đường ống dẫn nước hơn 11 km từ xóm Bằng về cung cấp cho 3 khu vực tưới của địa phương. Nhưng hơn một tháng nay, do thiếu nước đầu nguồn nên không thể bơm về khu vực hồ Ông Kinh. Thì hiện nay là đã chỉ đạo cho các địa phương, nhất là ngành chuyên môn, rà soát lại các cái, nhất là nạo vét hệ thống kênh mương này, rồi các cái công trình thủy lợi cũng cho sửa chữa tu sửa, rồi để mà khai thông cái dòng chảy. Không chỉ có huyện Ninh Hải, hiện nay tại một số khu vực của huyện Thuận Nam, Ninh Phước, Bắc Ái, Thuận Bắc, tình trạng thiếu nước sản xuất cũng đang diễn ra ngày càng gay gắt. Tính đến ngày 6 tháng 2, lượng nước của 21 hồ chứa ở Ninh Thuận chỉ còn 65,37 trên 194,49 triệu mét khối, chiếm 33,6% tổng dung tích thiết kế. Lượng nước khan hiếm đã khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp phải dừng sản xuất. Ước tính trong vụ đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh Ninh Thuận có khoảng 7.500 hectare đất lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản phải dừng sản xuất do thiếu nước.